Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè nắng mưa thất thường, nhiệt độ không khí dao động, độ ẩm môi trường cao là cơ hội cho vi khuẩn, virus phát triển và gây bệnh. Vì vậy để chăm sóc trẻ trong những ngày nắng nóng, tốt phòng tránh bệnh tật, các bậc cha mẹ cần chú ý thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Chú ý bảo đảm đủ dinh dưỡng cho trẻ, thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiêu, không ăn quả xanh, rau sống, uống đủ nước, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, vệ sinh khi pha chế sữa cho bé, khi chế biến thực phẩm. Hạn chế cho trẻ uống nước lạnh. Thời tiết nóng làm trẻ khó chịu, mất nhiều mồ hôi, gây ra khát nước. Sau đó cần cung cấp đủ nước cho trẻ để giải nhiệt, đồng thời đảm bảo các chức năng bình thường của cơ thể mọi người có xu hướng dùng nước uống, thức ăn thật lạnh cho đỡ khát. Đồ lạnh là nguyên nhân làm cho siêu vi và vi trùng ở vùng hầu họng phát triển, gây viêm hô hấp trên, sốt siêu vi, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản. Để phòng bệnh, phải hạn chế cho trẻ uống nước đá quá lạnh. Nếu quá khát và nóng thì hãy dùng một ít nước lọc để mát và pha thêm nước thường để bớt độ lạnh hơn. Cần tăng cường cho trẻ ăn rau và trái cây tươi vì đây là những thức ăn giàu nước, là cách bù nước hiệu quả trong mùa nóng đồng thời cung cấp nhiều vitamin để tăng cường sức đề kháng, nhưng cũng không nên để trong tủ lạnh lấy ra ăn ngay. Chú ý chăm sóc trẻ khi đi ra đường, bảo đảm vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Hàng ngày nên nhỏ mắt, nhỏ mũi cho trẻ vài ba lần trên ngày bằng dung dịch natri chloride 0,9% để làm sạch mũi mắt. không sử dụng quạt điều hòa quá lạnh. Khi dùng quạt điện nên đặt quạt hướng về phía tường hoặc màn để làm mát, không để quạt xối gió thẳng vào người, nhất là trẻ nhỏ. Nếu có sử dụng máy điều hòa nhiệt độ nên để nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài khoảng 8 đến 10 độ C hoặc duy trì nhiệt độ trong phòng khoảng 28 độ C. Nhớ cho trẻ uống đủ nước để khỏi bị khô họng, nhất là khi ngồi lâu trong phòng điều hòa nhiệt độ để tránh cho trẻ và cả người lớn khỏi ngạt mũi, viêm họng, đau đầu, chóng mặt nên để trong phòng một chậu nước hoặc thỉnh thoảng lau sàn nhà bằng khăn ẩm để duy trì độ ẩm trong phòng. Khi định ra ngoài phòng lạnh nên từ từ mở rộng cửa, đợi 2 tới 3 phút sau mới ra khỏi phòng để cơ thể có thời gian thích nghi với không khí bên ngoài. Cho trẻ mặc quần dài, áo dài tay để tránh mũi đốt. Cho trẻ ngủ màn, kể cả giấc ngủ ban ngày của trẻ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ nơi mũi đẻ, vũng nước đọng, lon bia, vỏ dừa, mảnh chai lọ đọng nước mưa. Thả cá đuôi cờ vào chung vại bể chứa nước ăn để diệt long quăng. Khi thấy trẻ sốt cần theo dõi sát sao. Nếu trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, cần hạ sốt cho bé bằng cách nới rộng quần áo, trườm khăn, dấp nước ấm vào chán, nách, bẹn. Cho uống thuốc hạ sốt rồi cho bé đi khám bệnh ngay. Phòng ngừa rôm sẩy, nhiễm trùng da, Mùa hè cũng là lúc trẻ dễ bị rôm sẩy và nhiễm trùng da do đổ mồ hôi quá nhiều. Cần cung cấp đủ nước cho cơ thể và tắm gội hàng ngày, tránh để ngứa ngáy, khó chịu do bụi, mồ hôi ứ động. Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát và hút mồ hôi, thay quần áo mỗi khi bị mưa ướt hay ra nhiều mồ hôi, nhất là ở những trẻ hiếu động để tránh bị cảm lạnh, chốc lở, nhiễm nấm. Nên chú ý cắt ngắn móng tay cho trẻ, rửa tay thường xuyên để giữ vệ sinh tốt và hạn chế bệnh. Nếu đi ra ngoài thì nên che chắn cơ thể kỹ với mũ rộng vành, áo khoác và găng tay để tránh mất quá nhiều mồ hôi và bị hại da bởi nắng gắt. Đây cũng là biện pháp chống say nắng. phòng ngừa bệnh tiêu hóa. Thời tiết mùa hè là điều kiện để vi khuẩn hoạt động mạnh khiến thức ăn nhanh chóng bị ôi thiêu và gây ra ngộ độc thức ăn. Vì vậy, việc bảo đảm thực phẩm an toàn là điều rất quan trọng, đồng thời phải hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, không nên đưa trẻ tới chỗ đông người khi không thực sự cần thiết. Để phòng bệnh tiêu chảy nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 4 đến 6 tháng đầu và bú mẹ kéo dài đến 24 tháng hoặc lâu hơn nữa để trẻ có các kháng thể bảo vệ từ mẹ. Cung cấp cho trẻ đầy đủ các loại vitamin và các loại nguyên tố vi lượng như kẽm, sắt, đồng, axit folic qua thức ăn đa dạng và tươi mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị nhóm thực phẩm giúp mái tóc luôn khỏe đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại